Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ đi chợ Mỹ nha các bạn. Thì ở nhà thấy hết đồ ăn rồi, ở nhà buồn cuối tuần đi dạo chợ nha. Hôm nay thứ bảy thì vô xem có gì on sale, mua gì dọn ăn nói chuyện các bạn cho vui nha. Bây giờ thì mình sẽ cũng bịt khẩu trang thôi. Đó. Đây, bịt khẩu trang rồi đi vô chợ. À, đi chợ về nấu ăn nấu uống vậy thôi à. Mang cái bao tay vô trước ha. Xong rồi mình bịt khẩu trang, mình đi chợ. Vậy chứ bây giờ dịch bệnh rất là nhiều, nhưng mà đa số người Mỹ á, chắc 10 người khoảng chừng 4 người bịt khẩu trang thôi à. Đa số người ta không chịu được hay sao, người ta không bịt các bạn ơi. Nhưng mà người Mỹ á, người ta nhiễm rất là nhiều. Người Việt Nam mình hay những người châu Á đó, hình như người ta bịt được khẩu trang người ta đỡ bị nhiễm hay sao các bạn ơi. Thấy người Mỹ người ta nhiễm nhiều lắm, tại người ta không chịu bịt khẩu trang đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô chợ nha. Vô chợ để mình quay cho các bạn xem. Bây giờ chuẩn bị là 7 giờ tối rồi đó. Tạm biệt các bạn nha. Bây giờ mình bịt mặt đây, bịt mặt chấm con. Hôm nay đi chợ quên cột tóc các bạn ơi. Đang con rít á, hôm nay nó xù lên, nhìn tóc nó xù chứ không phải mình xù tóc đâu nha các bạn. Nè, đang rít mở ra nó vậy đó. Rồi, lên đường, vô xứ chợ thôi. Trước cửa chợ nè các bạn ơi, bán bông, bán hoa, hoa treo nè, rất là nhiều luôn. Mà bây giờ 7 giờ tối rồi, quay nhìn hoa, nó mờ mờ, ảo ảo, cũng dễ thương nè. Đó, rất là thương luôn, nhiều lắm á, không từng dãy. Đây là giấy lau để khử trùng cho cái xe đó các bạn. Xe này ok ha. Đó, lúc nào vô chợ thì cũng lau như vậy thôi, lau cho nó yên tâm thôi, nó bớt được phần nào thì bớt, chứ mình cũng không biết được các bạn. Đi chợ, tới cái chợ này á, mình cũng phải chạy xuống chỗ chợ cây giống xem thử có bán cái gì không ha. Đó, mê cây giống quá mà đi đâu cũng phải thăm chợ cây giống trước rồi mới đi mua đồ ăn. Đó, lấy thêm một ít đậu Hà Lan về trồng á các bạn. Đậu Hà Lan trồng nó nhanh lên lắm nha. Đó, có bí cổ vịt nè. À, nó giảm giá đó các bạn, gói thứ hai nó giảm một nửa nè, mua bịch bí cổ vịt nha. Bí này có gì lạ không? Bí này có gì lạ không các bạn ơi? Nhìn nó lạ ha. Lấy hai gói đi. Đó, đủ thứ màu, đủ thứ sắc. Đậu que quá chừng, đậu que. Đậu que trồng nó nhanh lên lắm đó các bạn. Đậu que này cũng ngon nè ha. Lấy bịch. Ở nhà nhiều đậu que lắm rồi. Đậu que này cái kiểu gì đây? Kiểu hoa đỏ đẹp chưa? Hoa đỏ nè, đẹp ha, lấy. Này đậu que gì đây? Nghe gì vậy? Đó, trồng mỗi thứ tí. Mua gì đây ta? Wow, cam nè,
cam có 1 đồng 67 sen cho 1 ít nè, mua ít cam, cam còn nhiều quá. Wow, bơ rẻ. Bự nè, 4 trái 5 đô la. Bơ rất là rẻ luôn các bạn. Mấy bữa một trái này tới 2 đô mấy lần. Bây giờ một trái hơn 1 đô la thôi ha. Lấy ít bơ về ăn nha. Đó, bữa trái thơm mềm mềm. Một trái ha. Bơ rất là ngon luôn. 4 trái nha. 4 trái 5 đô la. Rồi, hôm nay ăn bơ đầu tiên. Giò tay ở nhà còn rất là nhiều luôn. Giò tay ngon chưa? Một hộp bự như thế này khoảng 1 kg lô. Thì khoảng ký lô khoảng 3 đô rưỡi nha các bạn. Rất là ngon luôn. Nhưng mà ở nhà còn nhiều quá nên không mua. Đó, giò tay cái hình con chó sói này. Nhiều ngon lắm nha các bạn. Bên này giò tay loại bự hơn tí nè. Hết sảy luôn. Chỗ nào người ta cũng bán rẻ nha. Đây, apple là rẻ hết nha. Rẻ hết nè, apple cũng bán rẻ nè. Cam ngon quá nè các bạn. Người ta vừa bán rẻ nữa, cam tươi nữa. Mua một ít nha. Đó, trái nào trái nấy, tươi như trái nấy luôn. Hết sảy, hết sảy. Cái này sao lủng lỗ vậy? Lựa trái nào thiệt nặng á các bạn ơi. Đó, nó nặng như thế này là nhiều nước nè. Bỏ vô. Lấy mấy quả nha. Bỏ có mấy trái là đầy bịch rồi. Đó, mua xong bịch cam rồi. Chợ sắp đóng cửa rồi các bạn ơi. Mua lẹ đi ra lẹ. Mới mua được bơ với cam. Mua mấy củ khoai tây. Khoai tây lâu lâu nó lên mầm. Lâu lâu nó không lên mầm. Khi nằm thấy không lên thì mua mấy củ thôi. Mua nhiều về cái đâu kịp ăn đâu. Cái này ok ha. Rồi lấy 3 củ. Cam, bơ, khoai tây. Rồi đi thôi, đi thôi. Xoài này các bạn, 4 trái 5 đô la. Chạy trái đô la mấy đó. Mà xoài này nó không có giòn, xoài này nó mềm quá. Mình thích xoài giòn á các bạn ơi. Giòn ăn mới ngon. Đó, bữa khác nó dùng mình mua nha. Tiếp tục đi. Rồi, khoai tây lâu lâu nó lên mầm. Lâu lâu nó không lên mầm. Khi nằm thấy không lên thì mua mấy củ thôi. Mua nhiều về cái đâu kịp ăn đâu. Cái này ok ha. Rồi lấy 3 củ. Tiếp tục đi. Rồi. Dưa hấu nè, dưa hấu rẻ nè các bạn. 2 trái 6 đô la. Đó. 2 trái 6 đô lấy 2 trái nha. 1 trái. Lan. Rồi, thêm trái nữa. Trái nào ngon? Trái nào ngon không biết nữa. Trái này ha. 2 trái. 3 đô la 1 trái. 1 đô la là
23.000 đồng một trái, khoảng 70.000 đồng từ Việt Nam đó các bạn. Hai trái dưa hấu cải xanh nè, bông cải xanh nó rất thích đá các bạn ơi, ướp đá vô nó không sao mà tuyết rơi nó cũng không sao hết, trồng rất là dễ nha, trồng sống tuyết được. Một nải chín và một nải không chín, dừa dừa thôi. Nải nào ta? Nải này ha. Nải thôi nải. Một nải. Đây. Đây một nải xanh xanh nữa là về ăn dừa ha. Đó. Nho nè. Nho đủ loại hết các bạn ơi, nho màu đẹp chưa? Wow, rất là ngon. Rất là ngon luôn, nho. Nho đỏ này, $2.50 cho một phao. Tìm cái bịch nào ngon mua phao nha. Lấy một bịch nho đỏ là đây, một bịch. Trời sao bây giờ nó tối thui vậy ta? Nó tắt hết điện sao tối thui à? Cái hàng rau. Hàng rau đây. Wow, măng tây khổng lồ nè các bạn ơi. Ngoài vườn mình rất là nhiều măng tây luôn. Bữa nào hái cho ăn nha. Lấy bí ngồi thôi. Lần nào cũng lấy bí ngồi, hôm nay bí ngồi on sale nè. Đó. 79 cent cho một phao. On sale rất là on sale luôn. Kiếm cái bịch bỏ vô mấy bữa tới $3 cho một thao, có khi $2.50, bây giờ có 79 cent à, chưa tới 20.000 đồng tiền Việt Nam cho nửa ký. Hôm nay thiệt là rẻ, bí ngồi rẻ, bí ngồi rẻ, ha ha. Hôm nay rẻ cái đầu tóc thôi đúng không? Bí ngồi bự nè. Màu vàng ăn cũng tốt nè, lấy mấy cái màu vàng. Mấy đứa con mình thì nó ít ăn màu vàng hơn, nhưng mà trộn chung với bí màu xanh nó cũng chịu ăn nha các bạn. Màu vàng thì nó cũng có cái chất tốt riêng của cái màu vàng, màu xanh thì tốt riêng của màu xanh. Hai màu đều có cái riêng hết, không có cái nào có cái chung. Rồi bỏ vô nha, bịch đây. Hai bịch bí, trái cây, hoa quả. Rồi tiếp tục đi tìm cái gì nữa đây. Bắp cải tím nè, lấy bắp nha. Mấy đứa bé nhà mình nó cũng ăn cái này. Bắp bự quá chừng. Đó, một bắp là $1.50 cho nửa ký. Khoảng nhiều ha, 30.000 từ Việt Nam cho nửa ký bắp cải tím. Lấy cái bịch bỏ vô chứ, bỏ đỡ đây ha. Đó, đó, đó. Mùa hè này mình sẽ trồng nó. Mình sẽ trồng. Đó, cà chua nè. Cà chua gì đây? Cà chua này tên gì? Rau củ tới đây. Mình sẽ lấy một hộp rau. Rau kêu, baby kêu, để ăn thôi. Ở ngoài vườn mình cũng có rau kêu nhưng mà giờ nó ra bông hết rồi. Rất là nhiều, bên này là cửa hàng rau của người châu Á nè. Có bán xương rồng nè, nha đam nè, có bán bầu nữa nè. Bầu nè,
vào bán rất là cao giá, nửa ký là tới 80.000 tiền Việt Nam cho nửa ký bầu. Đó, xương rồng thì bao nhiêu? Xương rồng bao nhiêu á? Nghệ là 10 đô la cho nửa ký. Xương rồng chắc là 1 đồng 99. Rồi đây, con chưa nè, bánh chanh nè các bạn ha. Ai mua vô tay để đây. Bánh chanh, bánh chanh rất là hấp dẫn nè, cái bánh khoảng 9 đô la cho cái bánh, khoảng gần 200.000, 230.000 từ Việt Nam cho cái bánh nè các bạn. Nhìn rất là ngon ha. Đó, nhiều bánh lắm, bánh to, bánh nhỏ, đủ thứ bánh hết. Dâu tây, bánh dâu tây nè, xinh không? Vô số kẻ bánh luôn, mà mình thấy bánh ngọt quá. Đó. Wow, các bạn ơi, thả tóc ra nè. Bây giờ bịt cái khẩu trang vô, nhìn cái mặt y như con quạ luôn. Cái này tạo cái mái tóc kiểu giống như là mới ngủ dậy, bố rối. Trẻ đẻ đi cho vui nha. Lâu lâu đổi phong cách tí, phong cách phong cách đầu con quạ. Đó, nhiều loại bánh đó. Cửa hàng bánh người ta nấu trong kia, xong người ta đem ra đây người ta dọn bán nè. Nhiều loại bánh vô số kể luôn. Nhưng mà bánh Mỹ thôi. Đó, đó, sô-cô-la, rồi bánh táo, đủ thứ bánh hết trơn á. Này, bánh brownie nè, bánh sô-cô-la nè. Mua á ha. Định mua ít bánh mì mà thôi, để về làm bánh mì đi ha. Đó, rồi tới cửa hàng thịt rồi các bạn ơi. Mình mua ít thịt bò về ăn nha. Thịt bò đây giảm được 5 đô la cho một vỉ. Đó, cái vỉ này vỉ thôi đủ rồi. Vỉ này 16 đô la. 16 đô la là bao nhiêu? Cứ 10 đô là 230.000 đó các bạn. Các bạn tính giúp mình nha. Tiếp tục đi qua hướng này. Mua cái loại thịt này. Mua mấy vỉ nha. Vỉ này 13 đô la. 15 đô. Mua 3 vỉ nha. Người ta có cho lấy không nữa, cứ lấy đại đi. Một vỉ đùi gà này ở gần đây khoảng 5 đô la ha, 4 đô la mấy. Về kho ăn. Cái vỉ thịt này, thịt heo ở nhà mình còn nhiều lắm. Được trước mình đi Costco các bạn, mua nhiều, mình mua thịt bò thôi. Cái vỉ này cũng ngon, lấy một vỉ luôn. Đó, vỉ này khoảng 11 đô la mấy. Có cánh gà ngon quá nè các bạn ơi, mà không biết người ta có cho mua không. Một người lấy được 2 vỉ cánh gà thôi, mình lấy 1 vỉ thử được không. Về chiên cánh gà ăn. Biết có cho lọt không nữa. Thịt thịt rẻ nè, thịt rẻ người ta lấy hết rồi. Sườn heo bự một tảng 12 đô la.
mình còn rất là nhiều sườn ở trong đó. Mình còn rất là nhiều. Mấy hai con bò cười. Chợ đóng cửa hối như giặt đó các bạn ơi. Còn có cái gì nữa không? Mỗi người được lấy 2 vị trứng. Lại 2 vị trứng nha. Đó. Đó. Sắp xong chưa? Mỗi da ua này về cho mấy đứa nhỏ nó ăn nè. Dâu tây, cho bà đi. Hả? Nhặt đâu vào bia này đó. Giờ tìm ra. Rồi, đổi lại trứng khác các bạn ơi. Người ta kêu đi ra cửa, kẹt đóng cửa rồi. Ha, mua được nguyên giỏ xe. Đi chợ, đi về coi. Xem. Anh gần đây. Một người lấy được mấy bịch? Anh à, nặng đưa anh bỏ vô. Nó đâu có hối anh tính tiền đâu. Mình đi ra đó. Lấy 2 bịch. 2 bịch bột là bánh mì. Cái viết viết ve ve rồi mất hết trơn. Hả cái khổ. Baking powder. Thử bịch chip này về ăn coi cay cỡ nào ha. Đó, đi chợ hôm nay mua được nhanh á các bạn, người ta hối liên tục để đi ra đóng cửa nè. Xin chào, đây là con quạ. Tính tiền, nhanh chân đi về. Two breaths. Wow. Đóng cửa các bạn ơi. Chạy xuống thấy lấy thêm vỉ thịt nữa. Một người cho mua 2 vỉ. Đây, lấy thêm vỉ thịt nữa nha. Vỉ nào bự bự. Lấy thêm vỉ nữa các bạn ơi. Cầm thêm vỉ. Hôm nay thì mình đi chợ hết 212 đô la các bạn, thì mình đổi ra tiền Việt Nam khoảng là 4.970.000 tiền Việt Nam đó, mua quá chừng độ luôn, nhưng mà tại vì người ta on sale á cho nên bán rẻ đó.
rẻ được ít tiền ha. Rồi, hôm nay mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút like và đăng ký chia sẻ giúp kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt là nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt các bạn.